Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta hãy cùng tô màu cho bức tranh về một cô công chúa và một chàng hoàng tử nhé. Và bên cạnh là một chú ngựa. Chúng ta hãy cùng bắt đầu thế nào. Sẽ tô màu lên cho mái tóc của màu xanh.